6 việc cấm được làm ngay sau khi ăn, kẻo rước bệnh nguy hiểm vào người. Kính thưa quý vị, có một số thói quen ai cũng tưởng chừng vô hại, nhưng không ngờ chính nó lại là tác nhân khiến cho bạn đau dạ dày mãi không thôi. Sau các bữa ăn, chúng ta thường có thói quen làm nhiều việc như đi ngủ, tập thể dục, đánh răng. Nhưng những việc này lại có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa và cơ thể của chúng ta. Bạn cần biết những điều kiêng kỵ dưới đây để giúp bảo vệ sức khỏe của chính mình. Quan hệ. Muốn quan hệ, bạn cần phải chuẩn bị nhiều thể lực. Tuy vậy, không nên ăn thật no trước khi lâm trận. Cũng vì máu đang tập trung vào hệ tiêu hóa, nên sau khi ăn, máu trên não giảm đi đáng kể. Nếu bạn nổi hứng quan hệ vào lúc này, nhẹ sẽ bị tăng nhịp tim, nhức đầu, nặng có thể bị thượng mã phong. Uống đồ lạnh. Mùa hè trời nóng bức, hầu như ai cũng muốn uống ngay một cốc nước ướp lạnh sau khi ăn để giải nhiệt. Tuy nhiên, uống đồ lạnh sau bữa ăn có thể làm các mạch máu dạ dày co lại, ức chế sự tiết dịch của tuyến tiêu hóa. Từ đó sẽ khiến cho dạ dày hoạt động kém và mắc phải các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu hay đau dạ dày. Các loại đồ uống lạnh như nước giải khát hay kem đều có khả năng ức chế sự tiết dịch của hệ tiêu hóa, từ đó gây đau dạ dày mãi không khỏi. Vậy nên, dù có khát nước thế nào đi nữa thì cũng không nên uống đồ lạnh ngay sau bữa ăn. Hãy tập dần thói quen uống nước sôi để nguội. Nếu muốn dùng đồ lạnh, hãy để dạ dày nghỉ ngơi từ 30 phút tới 1 tiếng để thức ăn tiêu hóa bớt rồi hẵng uống. Đi đại tiện. Sau khi dùng bữa xong, máu trong cơ thể sẽ tập trung vào đường tiêu hóa để hỗ trợ xử lý thức ăn. Thế nên, nếu đi đại tiện lúc này sẽ làm áp lực trong khoang ngực tăng lên do giãn mạch, khiến tim không thể vận chuyển máu và làm tụt huyết áp. Ngoài ra, việc này còn gây ra đau dạ dày do toàn bộ máu đã dồn xuống dưới cơ thể và làm tăng áp lực dạ dày trầm trọng. Vậy nên hãy cố gắng tập thói quen đi đại tiện trước bữa ăn. Đi bộ. Chúng ta có thói quen hoạt động nhẹ nhàng sau khi ăn để dễ tiêu. Thật ra, bất cứ hoạt động nào sau khi ăn đều làm chậm đi quá trình tiêu hóa. Đặc biệt những người bị viêm loét ruột, dạ dày, nếu hoạt động ngay sau khi ăn sẽ làm cho bệnh nặng thêm. Với người già, đi bộ sau khi ăn có thể gây ra đột quỵ. Tốt nhất là sau khi ăn, tùy khối lượng thức ăn mà bạn nạp vào nên nghỉ ngơi từ 30 phút tới 1 tiếng. Vận động mạnh. Nhiều người cho rằng tập thể dục hay vận động mạnh ngay sau khi ăn là tốt và giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Nhưng đây lại chính là một sai lầm cực kỳ lớn của chúng ta. Khi vận động mạnh hay tập thể dục, lượng máu trong cơ thể đang tập trung cho việc điều khiển các cơ quan tiêu hóa làm việc sẽ lập tức chuyển hết đến các cơ bắp để mà đảm bảo lượng oxy đủ để cung cấp năng lượng cho các hoạt động. Chính việc này sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động tiêu hóa, khiến cho quá trình bị giảm, ảnh hưởng tới khả năng tiết dịch và hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể. Ngoài ra, nó còn gây nên các triệu chứng buồn nôn, tăng nguy cơ chấn thương, co giật, đau bụng. Nếu muốn vận động mạnh hay tập thể dục, bạn có thể thực hiện sau từ 2 tới 3 tiếng để thức ăn kịp có thời gian tiêu hóa hết. Hút thuốc lá. Đa phần cánh đàn ông đều hút thuốc lá sau khi ăn. Điều này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể vì nó làm tăng gấp đôi tác hại của nicotine đối với sức khỏe. Lúc này, máu đang hoạt động cực nhanh để hấp thu chất dinh dưỡng. Bởi thế nên, các chất độc sẽ xâm nhập vào máu nhanh hơn và gấp nhiều lần hơn. Hút thuốc lá còn làm hạn chế việc hấp thu các khoáng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe như canxi, vitamin B, C. Nếu cánh mày râu muốn hút thuốc, có thể đợi ít nhất 1 giờ cho thức ăn được tiêu hóa. Ăn trái cây ngay sau bữa ăn. Dù ai cũng nghĩ ăn trái cây tráng miệng sau bữa ăn là việc bình thường, nhưng thực tế nó lại gây hại cho dạ dày hơn bạn tưởng. Cụ thể, trong trái cây có chứa nhiều đường như glucose và fructose, không cần tiêu hóa qua dạ dày
mà đi thẳng vào ruột non. Nếu bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, tinh bột cùng protein trong thức ăn sẽ làm cản trở lượng đường đó đi vào ruột non, để rồi các chất đó sẽ tồn đọng lại và tương tác với axit dạ dày, gây ra đầy bụng và đau dạ dày mãn tính. Vậy nên tốt nhất là sau khi ăn một tiếng, rồi hãng ăn hoa quả bạn nhé. Uống trà. Rất khó bỏ uống trà sau bữa ăn nếu bạn đã quen thói. Tuy vậy, hãy cố gắng đợi sau khi ăn 30 phút. Nếu uống ngay sau khi ăn, chất tatin trong trà kết hợp với các loại chất trong thức ăn sẵn sàng khiến cho thức ăn khó hấp thụ thêm. Chất tatin và chất theosin trong trà cũng không tốt cho tiêu hóa. Đi ngủ ngay lập tức. Tuy rằng căng da bụng, trùng da mắt, ai cũng tin rằng nằm nghỉ ngơi sau khi ăn là cách tốt nhất để mà bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ngồi hoặc đi ngủ ngay sau khi ăn, việc tiết dịch tiêu hóa sẽ bị giảm và khiến tốc độ tiêu hóa bị chậm lại. Thức ăn vì thế mà không thể được hấp thụ đầy đủ, gây ra thiếu hụt nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, việc ngủ ngay sau khi ăn sẽ làm tăng áp lực lên dạ dày và dễ mắc các triệu chứng như là trào ngược dạ dày thực quản, đau dạ dày, buồn nôn, mệt mỏi. Bởi thế nên sau khi ăn, bạn hãy ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc đi bộ nhẹ vài vòng để thực phẩm được tiêu hóa tốt hơn. Đánh răng. Cố gắng chờ sau khi ăn 45 tới 60 phút rồi hãng đánh răng. Vì sau khi ăn chính là lúc răng yếu đuối nhất. Việc trà sát, động chạm vào răng có thể gây ra tổn thương trực tiếp tới răng, nhất là phần men răng. Đọc sách. Trong khoảng thời gian từ 1 tới 3 giờ đồng hồ sau khi ăn, máu phải dồn về cơ quan tiêu hóa để làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn và tiếp nhận chất dinh dưỡng. Nếu đọc sách ngay trong thời điểm này, máu sẽ phải chia ra nhiều phần để cung cấp cho mắt, từ đó làm chậm hoạt động của dạ dày. Mặt khác, khi máu chia ra nhiều phần, không tập trung đủ lượng máu cần thiết cho bộ phận, sẽ gây ra các bệnh cho từng bộ phận. Đi tắm. Khi tắm, do sự kích thích của nước ấm, các mạch máu ở tay, chân và toàn cơ thể sẽ giãn ra, khiến cho máu lưu thông nhiều hơn trên bề mặt cơ thể. Nếu tắm ngay sau khi ăn, máu sẽ không đủ cung cấp cho đường tiêu hóa, làm dịch tiêu hóa bị giảm và khiến bạn mắc phải nhiều vấn đề về dạ dày. Nếu không bỏ ngay thói quen tắm rửa sau khi ăn, thì đường tiêu hóa sẽ ngày một kém dần đi. Không những thế, việc này còn khiến cho máu cung cấp tới tim không đủ và gây nên nhiều bệnh tim mạch đáng sợ. Tốt nhất là sau khi ăn một tiếng rồi tắm cho an toàn.